Ngày 22 tháng 9 năm 2022, Đoàn Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã làm việc với Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang. Đón tiếp đoàn có Hòa Thượng Danh Đổng, Ủy viên Thường trực Hội đồng trị sự, Trưởng Ban trị sự Phật giáo tỉnh. Thượng tọa Thích Minh Nhẫn, Ủy viên Thường trực Hội đồng trị sự, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban trị sự Phật giáo tỉnh, cùng Chư Tôn Đức Tăng Ni trong Ban trị sự. Kiên Giang là tỉnh cuối cùng của đồng bằng sông Cửu Long mà đoàn khảo sát kiến trúc Phật giáo Ban Văn hóa Trung ương đến tiếp cận nghiên cứu, đánh giá về kiến trúc và di sản của từng ngôi chùa trong đợt khảo sát này. Đoàn đã đến thăm chùa Ratanaranchi, Láng Cát, thành phố Rạch Giá. Chùa mang nét đặc trưng văn hóa kiến trúc Angkor Wat, Campuchia do một nhà sư truyền đạo người Campuchia đến vùng đất này từ hơn 600 năm trước, dừng chân ở lại nơi đây. Nhà sư đã xây dựng ngôi chánh điện này, giúp dân tu tập. Tâm nguyện của sư trụ trì Long Phi Yến là xây dựng lại ngôi chánh điện đã xuống cấp, trang thiết, sắp xếp lại các khu vực thờ tự, giữ gìn bản sắc tinh hoa của ngôi cổ tự để không chỉ là nơi hành đạo, học Phật, tu tập mà còn là một địa chỉ du ngoạn tâm linh, giá trị nơi vùng đất phương Nam. Rời chùa Láng Cát, đoàn công tác đã đến chùa Sắc Tứ Tam Bảo, nơi đây từng là trụ sở của Hội Phật học Kim Tế, Hội Phật học Nam Việt. Đối với người Kiên Giang, ngôi chùa có vai trò quan trọng trong việc hình thành phát triển Phật giáo của địa phương này. Chùa được thành lập vào cuối thế kỷ 18. Ngôi chùa không chỉ có vẻ đẹp hoàn hảo thu hút du khách và người dân đến chùa, mà nơi đây còn là địa chỉ hoạt động cách mạng trong chiến tranh. Năm 1988, chùa Sắc Tứ Tam Bảo Rạch Giá Kiên Giang được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia, trở thành điểm thu hút khách du lịch trong và ngoài nước đến chiêm bái. Tịnh xá Ngọc Sơn là điểm đến tiếp theo. Nơi đây được xây dựng từ năm 1964 thuộc Giáo đoàn 4, Giáo hội Tăng già Khất sĩ Việt Nam. Cố Hòa Thượng Thích Giác Phúc, lúc đó là trụ trì. Từ năm 1980 đến nay, Hòa Thượng Thích Minh Nhuần trụ trì tịnh xá này. Chánh điện được bài trí đơn giản, trang nghiêm. Giữa chánh điện là pháp tháp 3 cấp, tôn trí tượng Đức Phật Thích Ca. Phía trước là đài Quán Thế Âm Bồ Tát. Đây là ngôi chùa tiêu biểu của hệ phái Khất sĩ ở tỉnh Kiên Giang. Điểm cuối cùng nơi đoàn đến là chùa Phật Quang, tọa lạc tại số 83 đường Quang Trung, phường Vĩnh Quang, thành phố Rạch Giá. Ngôi chùa được thành lập năm 1962, gắn liền với tên tuổi, đạo hạnh của Cố Hòa Thượng Thích Giác Phước. Chủ trì đương thời, Thượng tọa Thích Minh Nhẫn vốn xuất gia tu học với sư ông Giác Phước từ năm 13 tuổi. Thượng tọa được Hòa Thượng chăm lo sự học đến nơi đến chốn ở Đại Tòng Lâm và du học ngành triết học và quản trị ở nước ngoài. Tư tưởng học thuật của vị trụ trì phần nào thể hiện qua kiến trúc hiện có của Phật Quang Tự, một công trình ẩn mình trong tứ hợp diện, mang bên trong chính điện đúng cách truyền thống Phật giáo và cả khối kiến trúc hiện đại được phục vụ cho các sự kiện Phật sự lớn.